nghiệm của nó cả đấy. Nó bảo anh là 12 rồi đấy. Ờ, nó làm nhanh 12 rồi. Nó bảo 12 rồi, 12 ăn lâu lấy này. Vừa pha nước xong là bắt đầu đi làm luôn. Uống rượu với món ngon này. Này, soi đáng. Soi kiểu đéo nào nó lại bảo uống cái biển này 4 số thịt mẹ nó giảm mình xuống 10 luôn. Ờ. Trong đích trong lâu rồi ấy nó. Nó bảo 12. Cái này mới mua. Con này alo trả 12 đấy là mình bảo. Khô. Ôi đằng nào mới mua mà. Chơi luôn. Đến đây mà mình bảo thế mà. Thứ ba. Sao nó nhìn bằng cái dưới đây có hay là ở đây? Ai mua thì đi luôn đi, như con bò anh trai. Con là ông bảo là không bán đâu, để mấy hôm nữa mang tăng mình bá. Ừ. Thế nào mổ về để. Xong là bán cũng bán ít thôi. Mổ vào thêm một hai. Là mấy anh em đi giúp nhau làm kia là hổn mỗi người một tí nữa là cũng hết đấy, không có bao nhiêu thịt đâu mà. Bò. Ừ. Cứ anh thèm. Khi bán hàng tế. Nửa đấy bơ. Ờ. Thứ hai này tế hết ra. Để cắm. Để cắm. Chèo anh. Với cái ống ở dưới ra. Ống ở. Cà soi anh, cà soi. Thế là bảo bán cũng bán. Đấy, cũng mồi lắm. Rượu êm rồi. Rượu mình lá cái. Hôm trước uống cái là hai loại. Uống hết, uống hết 2 can rồi xong là cái loại sau kia Tuấn mới đi lấy cái chỗ á lầu ấy. Hôm 20 tháng 11 kia là. À xong về sau anh Công lại lấy một pep. Nhưng một pep kia là về sau không uống giá. Vì sau lấy bù kia là lấy hàng bao nhiêu đợt thì mình không biết. Thế kia đến lúc vì chú Đao lại cỏ với Đức kia là anh hảo rồi. Chai này thấy 150.000 ở kia. Đấy. Nhớ cái giường ngủ luôn này. Đó. Lúc em mà nhớ mà lúc em còn tương đối thôi. Chú Đao lại có với Đức Huân này, ai nữa ở phòng anh ấy kìa. Lúc ấy là anh lờ mờ rồi đó nhỉ. Thì sao còn mọi người vào phòng hát thì là tan ca lại có là em chả ngửa ra đằng sau là nằm ở chỗ anh luôn rồi gì nữa. Hôm đấy cũng còn tỉnh đâu. Cái nào? Mấy vùng biển căng quá. Mày đang ngủ kia rồi. Rồi. Anh ở sang bên kia độ chắc ngủ sau em. Mấy hôm qua giờ này vẫn còn đang phết mẹ. Chúng cấp với nhau một phát luôn rồi. Thịt trâu à? Anh qua thì trâu mà nó. Hôm qua không có mà anh hôm về anh cũng mua mà. Hình như là anh thấy anh cũng lấy ra ngoài bán một ít hay sao ấy. Rượu trong bò à? Hả? Hôm qua hay hôm kia máy đi, điện thoại hay máy ảnh? Không, anh mua cái kia mua trâu thôi. Ừ. Đây là điện thoại ấy. Anh mua hôm qua có qua, gấp không? Anh lắp sim Vina ở đây không có sóng đâu. Nhà vợ không có sóng đâu. Anh đang làm được anh chả mang. Lắp em xem nào. Bên trước nhà ông Huyền đang cho ông Toàn nó làm. Đang quay đi thịt bò. Anh có ăn được miếng nào không? Quay đi. Thành ra mua về để mình không ăn đấy. Ừ. Sáng hôm qua vào tỉnh Táo Tâu thì mình làm một nồi sốt vang, cuối cùng về sau phê mẹ vào đưa cho ông Toàn và đằng sau mình sang làm hả? Cửa này nên mày cầm đi. Ừ. Đấy. Lên mình không. Chưa thấy anh dùng bao giờ này. Hôm trước anh nhà anh thấy ra sốt vang bảo hôm sau vào. Chẳng dùng bao giờ thật. Ờ, có thấy dùng bao giờ đâu. Mệt. Anh có dùng bao giờ thật. Chẳng vào. Dùng lắm. Tự nhiên. Quá cho ông Toàn làm, nó làm cái cửa ở nhà. Thể nhớ. Mai à vợ. Thế là làm mình đã thấy gì bảo thôi thế mày làm đi. Gọi mấy thằng uống rượu đâu có thằng nào. Mình bảo anh đã uống được. Có qua rồi. Ừ. Là cho ông Quan làm tối qua mình đã ăn được. Toàn lấy bê như cái nhà Nhi kia là lấy tôn về đóng. Biếu, biếu, biếu. Hay bán nó hay là không giờ cái bán trong nhá. Cái đằng trong rồi. Cái đằng trong thì nó vẫn ở như vậy nhưng mà nó dỡ đi một số đấy. À. Một số chỗ nó dỡ, một số chỗ nó nhà đóng vào kiểu như này cũng còn nó. Mấy hồn mèo này ấm đấy, mèo. Tôn mà lõm. Ừ, nhà sau là nó phá. À. Nó dỡ. À. Xong là thay cửa ấy, thay đổi chỗ vào ấy. À. Hôm trước ba kia mới thấy thôi mà. Không ăn à? Đặt tay không dám ăn. Rồi. Mèo này rất là ấm cúng nha. Mèo mình thích mèo nó phải sạch sẽ ấm cúng như này. À, toàn mẹ phụ nữ. Ra đây, làm miếng cái nào. Đủ thế này cho nó ấm cúng. Có đàn đông nhưng mà toang à. Mấy cái này bán tôn khô lõm khô khít đâu vậy? Khít ăn bán tôn khô liêu. Bán tôn quanh hết rồi dạ. Bán hết rồi. Hết rồi. Quanh hết mà tôn cái tôn là tôn này này, tôn mỏng này. Bán hết rồi. Nó bắn tôn khô nó giống mình đang khít vai gọn mà nó trong làm cái cửa sổ sáng sáng mà ở đấy là hợp lý rồi. Điều như thế này rồi xong cũng chuyển mẹ đi hướng đi coi như là cái cửa ra bên góc này cửa bây giờ là cửa là ra bên cái chỗ nào bên giáp bên anh Đảng này không? Trước chị Tâm làm cái bếp cám lợn ấy. Cám lợn là chỗ nào nó không có gì
ngay cái bên góc đấy. Quầy mẹ cái nhà trên toàn mụ. Nhà mình ở đấy mấy quả mụ rồi. Cái khu ở trên anh kia trước chưa có nhà làm gì, có ai dám qua khi nó vắng tanh. Mày thốc mày qua. Không thì mày thốc cái đường nhỏ kia nó. Làm một chữ có liêng, có liêng này tạt thơm như lên Khánh á. Ừ. Có liêng về mưa, ui còn Tết năm nào đi cũng có dám qua kia đâu, lúc còn về nhỏ nhỉ. Về phong thủy chỗ đây, chỗ đất nó ấy quá.